Vinh xin chào các bạn nha. Thì Vinh đang có mặt ở shop hai bánh nè. Đây là khu vực kỹ thuật. Các bạn thấy ở đó có chiếc Vario màu xanh rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này đến với shop hai bánh là để thay vỏ. Và chủ xe lựa chọn là vỏ Michelin MotoGP. Và trên đường đi lấy vỏ, Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn những cái dòng sản phẩm khác đang có bán tại shop hai bánh luôn. Đây là khu vực vỏ. Thì nói về vỏ thì bên shop hai bánh đang phân phối 3 dòng cao cấp, đó chính là Michelin nè, Maxxeller và Pirelli. Thì đây là những dòng vỏ sẽ tăng cái độ bám đường và hạn chế được tình trạng ăn đinh cho phần vỏ xe của chúng ta. Còn đối với dòng tầm trung thì có Aprilia nè và Dunlop, kiểu dáng đẹp và có nhiều size để chúng ta lựa chọn. Còn thương hiệu bình dân một tí xíu thì sao? Thì có Camel, Route Ride và Maxxis. Đây là ba thương hiệu vỏ nằm trong phân khúc tầm trung được shop hai bánh tuyển chọn để đem đến sản phẩm tốt nhất cho các bạn. Và chiếc xe Vario đó lựa chọn như Vinh đã nói là Michelin MotoGP. Rồi, bây giờ Vinh đã lấy được vỏ rồi. Chúng ta sẽ đến với cái công đoạn thay vỏ cho chiếc Vario này. Thì Vinh sẽ nói một chút xíu về đặc tính của vỏ Michelin MotoGP. Đây là một kiểu dáng gai vỏ được áp dụng theo công nghệ của trường đua MotoGP đem đến cho thị trường thương mại, cho nên sẽ tăng cái độ bám đường cho cái phần vỏ xe của chúng ta khi mà chúng ta di chuyển trên đường trường nè, cũng như là đường đèo. Ngoài ra thì với cái độ bám cực kỳ tốt của dòng vỏ này sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta được tăng tốc tốt hơn, nhưng mà hạn chế được cái tình trạng là tiêu hao nhiên liệu. Rồi, bây giờ Vinh sẽ so sánh một tí xíu với cái phần vỏ zin vừa được tháo bên trong xe ra nè. Thì các bạn thấy, anh camera có thể zoom gần ở đây để cho các bạn thấy nè. Chúng ta có thể dựa trên cái những cái mức này để chúng ta có thể biết được vỏ của mình đã mòn tới đâu. Trên những dòng vỏ luôn luôn sẽ có một cái mức cao su như thế này để chúng ta có thể đo được cái độ mòn của vỏ. Khi mà cao su ở bên trên này chỉ cần mòn xuống bằng với lại cái mức của vỏ thì đó là thời gian chúng ta cần phải thay vỏ. Nè, các bạn xem trên vỏ Michelin nè sẽ có một cái ngấn tương tự như thế này, và nghiêng một chút xíu cho các bạn xem nè, cao su ở bên trên lúc nào cũng cao hơn hết. Khi mà cái phần cao su này mòn xuống bằng với lại cái nấc này, đó là lúc chúng ta cần phải thay vỏ. Rồi, và các bạn thấy nè, trên cái phần vỏ zin của chiếc xe này không chỉ là cái độ mòn đã đạt tới mức giới hạn đâu nha, mà bên trong vỏ còn có một cái dấu giá lụi nè. Ngoài ra thì các bạn thấy nè, còn có một cái đinh nữa, cộng thêm một cái dấu giá lụi lúc nãy nữa sẽ làm cho chiếc vỏ này hạn chế tình trạng giữ hơi bên trong của vỏ, gây mất an toàn cho chiếc xe của chúng ta khi mà chạy tốc độ cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gáp vỏ mới và mâm trả ngược lại lên xe cho khách.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công đoạn thay vỏ cho chiếc Vario này rồi. Bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn về những dòng nhớt, phụ tùng cũng như là đồ chơi có thể gắp được cho Vario. Thì nói về nhớt, bên shop hai bánh sẽ có hai dòng, đó chính là nhớt bán tổng hợp và nhớt tổng hợp. Đối với cái những dòng mà bán tổng hợp thì chúng ta có thể sử dụng theo Vinh á, thì chúng ta chỉ nên sử dụng cho những chiếc xe mới mua đang trong quá trình rô đai thôi. Bởi vì khoảng thời gian sử dụng ít thì chúng ta nên sử dụng những dòng nhớt bán tổng hợp này sẽ tiết kiệm chi phí. Còn nếu như chúng ta có thể muốn sử dụng dòng nhớt bán tổng hợp này để di chuyển hàng ngày vẫn được, nhưng mà thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn. Nhưng mà theo lời khuyên của Vinh, các bạn nên sử dụng những dòng nhớt tổng hợp 100%. Bởi vì những cái dòng nhớt này á, mặc dù có giá thành cao hơn một tí xíu, nhưng bù lại chúng ta sẽ được gì? Chúng ta được là khoảng thời gian sử dụng dài hơn. Bên trong nhớt sẽ có nhiều chất phụ gia để bảo vệ tốt cho cái phần động cơ của chúng ta hơn. Rồi, bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn về phụ tùng cũng như là đồ chơi dành cho xe Vario. Về phụ tùng thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến những cái dòng bố thắng được. Thì bên shop hai bánh thì có những cái dòng bố thắng chính hãng của Elite luôn, dành cho nhiều dòng xe khác nhau, có Vario, có SH, có tất tần tật tất cả dòng xe luôn. Nếu như các bạn không thích Elite thì còn có Racing Boy. Rồi, anh camera quay xuống bên dưới sẽ để cho các bạn thấy được những cái chi tiết phụ tùng bên trong phần nồi. Phần nồi của chúng ta dù giữ kỹ đến cỡ nào thì trong cái khoảng thời gian sử dụng thì cũng sẽ có những cái sự xuống cấp, hư hỏng. Thì khi đến với shop hai bánh để vệ sinh nồi thì các bạn có thể tìm ra những cái chi tiết nào của nồi mình bị hư để thay thế khi cần thiết. Và tất cả những phụ tùng này đều là phụ tùng chính hãng của Honda và Yamaha hết. Rồi, nếu như các bạn cần làm đẹp thì bên shop hai bánh có những cái dòng phuộc đến từ thương hiệu là của Racing Boy nè, hoặc là của ISS. Đối với cái dòng Racing Boy mà dành cho Vario là gáp như zin, không cần phải chế bất kỳ chi tiết nào. Đó, đây đó chính là cái cây màu vàng, lò xo vàng và bình dầu vàng mà các bạn đang xem. Đối với tất cả các dòng phụ của Racing Boy luôn, khi mà mua tại shop hai bánh đều sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một về lỗi của sản phẩm. Ngoài ra thì còn có bao tay nè, với nhiều kiểu dáng và thương hiệu khác nhau, như của Racing Boy, Daytona và Arai. Rất là nhiều món đồ chơi và phụ tùng thay thế. Các bạn có thể tìm kiếm một món phụ tùng dành riêng cho chiếc xe của mình trên website là shop2banh.vn. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì dành cho Vinh thì hãy comment bên dưới. Muốn mua hàng online thì đến trực tiếp shop 2 bánh. Mua hàng online thì hoặc muốn được tư vấn thì liên hệ với số hotline là 0938820202. Shop có nhận ship code cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.